rồi, nhưng mà cái cách nở của nó ấy, lúc nào bông nó cũng vảnh lên. À, như một số bông mà khi to ấy, tức là nó sẽ xè ra. Cành nó yếu, nó xè ra xong rồi là cả cái bông và cái cành nó ụp xuống. Thì ông này khác, to như vậy, kể cả mưa nữa thì nó vẫn cứ vảnh lên, nó tạo lên cái sự nó khum. Nó tạo lên cái sự mạnh mẽ trong sự nở. Đây là cái rất hiếm, đặc tính cực quý cây hoa hồng. Và đó khi chơi hoa, mặc dù cái cây kia nó cành cao như vậy kìa, cô có thể xem một chùm ba bông, bông nở rất to nhưng vẫn cứ đứng thẳng tưng. Đó, thì đây là một đặc tính rất quý cây hoa hồng, hiếm loài có được. Đó, đây chú có thể xem cánh rất là dày như nhựa, thì tưởng như là hoa giả. Cái thằng này tên của nó là Clomolette.